cảm ơn giáo sư tiến sĩ Nguyễn Anh Trí đã tham gia chương trình của truyền hình Công an Nhân dân. Có thể nói là trong suốt 2 năm vừa qua, khi mà đại dịch Covid-19 xảy ra ở Việt Nam, thì ngành y tế đã phải chịu một cái áp lực rất lớn. Đội ngũ y bác sĩ rồi cán bộ đều bị quá tải vì công việc. Và đã có rất nhiều nhân viên y tế xin nghỉ việc. Vậy thì là một bác sĩ cũng là một đại biểu Quốc hội, thì ông có nhìn nhận gì về thực trạng này ạ? Qua các phương tiện thông tin đại chúng và trong nghề nghiệp của chúng tôi thì chúng tôi biết được rằng là dịp này kéo dài được khoảng vài tháng trở lại đây đấy, thì cán bộ y tế xin nghỉ việc rất nhiều, đặc biệt là cán bộ y tế ở tuyến cơ sở. Và cái điều đó là có thật. Và cá nhân tôi cũng là một cán bộ ngành y tế, thì tôi nói thật, tôi vừa lo mà vừa buồn. Chống dịch thì đang ở cái giai đoạn rất cần người. Vốn cán bộ y tế, mà nhất cho các thành phố lớn ấy, và y tế cơ sở đấy, thì đã rất thiếu rồi. Và chống dịch bây giờ là cần hơn nữa. Mà bây giờ người ta xin nghỉ việc như thế thì làm sao đủ được người tham gia vào để mà chống dịch. Với tư cách là một đại biểu Quốc hội, cũng là một bác sĩ rất là lâu năm, thì ông có thể cho biết là vì sao lại có cái tình trạng này ạ? Chúng ta ai cũng biết ngành y là cái ngành phải nói rất áp lực. Hay cả bình thường thôi, chưa nói là áp lực về công việc, cứu bệnh thì nhức cứu hỏa, rồi áp lực về thời gian, áp lực về tất cả những cái thử sống chết. Một cái đêm mà mình nằm ngủ mà trực là khác, một cái đêm nằm ngủ mà không trực là khác. Đó là về áp lực công việc. Và kể cả áp lực nó là áp lực về chuyên môn, ngành y nó đòi hỏi phải học tập liên tục. Còn cái thứ hai nữa, cái mạng thứ hai nữa chúng ta thấy phải thừa nhận là trong xã hội nói chung ấy, thì nhiều người, phần lớn ấy, đã rất tôn trọng ngành y. Nhưng bên cạnh đó không thiếu gì những người phải nói là thiếu tôn trọng ngành y, thiếu hiểu đúng này, rồi thiếu tôn trọng này, rồi là cái thiếu xây dựng. Và vì vậy cho nên chắc như chị có biết hết đấy, hầu như năm nào cũng có cái chuyện nạn bạo hành cán bộ y tế. Và có những cái lý do thì có vẻ là chính đáng, nhưng có những lý do thậm chí rất không chính đáng, của những cái người say rượu có, nghiện ngập có. Tôi được biết là cán bộ y tế làm việc không bao giờ phải ngày 8 tiếng mà 12 tiếng, 14 tiếng. Thậm chí có những bác sĩ phải làm việc ngày. Vâng, mới đây thì Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã yêu cầu Bộ Y tế là phải có giải pháp cần làm ngay để giải quyết những cái chính sách cho đội ngũ nhân viên y tế chống dịch. Vậy theo ông thì trong thời điểm này thì Bộ Y tế cần phải triển khai các cái giải pháp cụ thể ra sao ạ? Tôi vừa rất cảm kích nhưng mà tôi đánh giá cao cái sự nhìn nhận của Thủ tướng Chính phủ đối với đội ngũ cán bộ y tế của chúng tôi. Còn về Bộ Y tế đấy, thì tôi cho rằng trước khi mà nói là Bộ Y tế phải có trách nhiệm rất lớn trong việc này. Vì sao? Đây không phải chỉ có cái chuyện đơn giản là con có khóc thì mẹ mới cho bú, mà ở đây là ở cái chỗ là đó là thái độ, đó là tinh thần, đó là sự chia sẻ. Bộ Y tế phải gấp rút đề xuất một cái chính sách phù hợp với tình hình chống dịch. Tôi nói thẳng đây không phải đại ngộ, vì trước cái làm việc một ngày 8 tiếng thì từng ngày, bây giờ tôi làm nhân viên y tế làm một ngày 14 tiếng. Tưởng là một tuần có thể là chỉ có trực một buổi, hai buổi thôi, bây giờ gần như đêm nào cũng trực, thì đây không phải là đại ngộ. Và cái chính sách đấy thì nó bao gồm rất nhiều thứ, kể cả lương, rồi chế độ trực, rồi chế độ phụ cấp, chế độ độc hại, phải nhìn nhận hết tất cả mọi cái khía cạnh đó. Trong thời gian vừa qua có lẽ cán bộ y tế rất nhiều người bị truy tố, bị bắt. Tôi không nói đúng mà sai, vì ai làm sai phải bị phê phán, thậm chí phải bị kỷ luật, phải bị tu tổ. Điều ấy là đúng. Nhưng ở cái điểm này này, tại sao lại phổ biến như vậy? Thế thì có lẽ những cái gì có thể đúng đối với cái ngành nghề khác, nhưng đối với y tế có vẻ chưa phù hợp, thì mình điều chỉnh nó lại. Vì sao? Cứu bệnh thì như cứu hỏa, bây giờ chống dịch là như chống giặc. Toàn những cái gấp rút như vậy, cho nên cán bộ y tế rất dễ có thể nào có sai phạm, có chuyện nọ chuyện kia, không nhân nhượng, không tha thứ, nhưng cần phải có nhìn nhận cho đúng để mà đúng người đúng tội. Cũng như
các cái chính sách khác nữa của họ về ưu tiên về chế độ để học hành đại ngộ bồi dưỡng đồ vân vân, thì tôi cho là cần phải xem lại hết. Nhiều ý kiến thì cũng cho rằng là cần có sự chung tay của các ban ngành và đặc biệt là người dân trong cái giai đoạn chống dịch như hiện nay để mà giảm bớt cái áp lực cho đội ngũ y tế trong cái thời điểm mà dịch đang căng thẳng như vậy ạ. Cái đó là quá đúng, có thể đạt được những cái thành công nào đó trong cái công cuộc chống dịch rất là phức tạp, rất là khó khăn này, thì nói rất thật, ngành y tế nỗ lực thế chứ nỗ lực nữa mình cũng không làm được, phải có sự chung tay. Và như vậy thì tôi tạm chia thành ở hai cái cùng vấn đề. Cái cùng thứ nhất là người dân này, rồi là các ban ngành đoàn thể này hiểu, thông cảm, chia sẻ và đồng lòng cùng với cán bộ y tế để tham gia chống dịch. Cái khía cạnh thứ hai nữa là người dân cũng phải tham gia vào cả trong cái công cuộc chống dịch này, các ban ngành đoàn thể cả cũng phải tham gia một cách thực sự, một cách hiệu quả trong cái công cuộc chống dịch này, tùy theo cái công việc của họ, cái lứa tuổi của họ, cái nhiệm vụ của họ để cho nó phù hợp. Thì tôi cho là thì cái đó nó giảm bớt được cái áp lực công việc vô cùng lớn lao đối với ngành y tế. Vâng ạ, bên cạnh cái việc mà cần phải thay đổi các cái chính sách đãi ngộ cũng như là tiền lương đối với đội ngũ y tế thì cũng cần phải lưu ý đến cái vấn đề đào tạo để mà có sẵn một cái đội ngũ dự phòng khi mà nhân viên y tế phải chịu nhiều áp lực hoặc là có xảy ra các cái vấn đề ví dụ như là dịch kéo dài ạ. Dạ, cái đó là cũng đúng. Nhưng mà chúng ta cần phải hiểu nó như thế này thì nó phù hợp hơn. Qua gần 2 năm chống dịch, với tư cách của nhà khoa học của trong ngành y tế thì tôi nhận ra một điều thế này. Cái thứ nhất là chúng ta vẫn phải đào tạo theo chuyên khoa. Vì y tế nó khó lắm. Đó là cái nhất. Nhưng cái thứ hai ấy, rõ ràng là chúng ta cần phải có cái bổ sung một cách kịp thời, một cách đầy đủ, một cách phù hợp đối với những cái lĩnh vực hoặc là những cái công việc mà cái công việc ấy nó đáp ứng, nó cần thiết cho cái việc chống dịch. Tôi lấy ví dụ phải biết chữa bệnh hô hấp, mặc dù anh có thể là chuyên khoa huyết học, anh có thể là chuyên khoa da liễu, anh có thể là bác sĩ đông y, anh phải biết cấp cứu hồi sức, khi mà khó thở thì nên như thế nào, với đồ nào thì xử lý như thế nào. Tôi lấy ví dụ thế, nghĩa là mình bổ sung vào thôi. Và thế nhưng mà tôi nghĩ là cũng không khó. Vì sao không khó là vì y tế nói chung là bao giờ được đào tạo một cái nền, tức một cái kiến thức chung rồi. Vậy bây giờ anh, và sau đó họ đi chuyên khoa, và bây giờ bổ sung thêm vào thôi. Đấy, thì cho nên tôi khó. Nhưng ở đây tôi là cũng nói thêm một cái ý thế này, là quan trọng nhất là đào tạo cho ai. Thì qua đợt này mới thấy được là hết sức ưu tiên đào tạo cho đội ngũ y tế cơ sở những cái kiến thức đó. Vì y tế cơ sở là những người đang làm dưới phường, dưới xã, những cái người mà nó trực, người ta trực tiếp tham gia chống dịch kiểu như thế này. Vâng, và hy vọng là với những chia sẻ vừa rồi của giáo sư thì người dân và quý vị khán giả thì sẽ hiểu hơn được những nỗi vất vả của ngành y tế trong thời điểm chống dịch như hiện nay. Và hy vọng là Bộ Y tế thì sẽ sớm có những cái quyết sách để mà có những cái chính sách cụ thể theo cái chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ vừa rồi ạ. Một lần nữa thì xin cảm ơn giáo sư tiến sĩ Nguyễn Anh Trí đã đến tham gia chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Vâng, xin trân trọng cảm ơn.